Chào các bạn. Cái này bữa nay mình mới đem xuống test nha. Có thể là sáng mai mới giao được kịp. Cái này cũng vậy nha. Còn cái này là anh khách tính không rõ có lấy không nha. Khách nào có lấy thì lấy 200k nha các bạn. Giảm tốc 24V. Ok, bữa nay mình đem xuống rất là nhiều động cơ luôn á. Hy vọng là trong sắp tới là bán hết mấy cái loại này các bạn. Ở đây còn một con to nè. Con to này nói chung là bán về để chạy 3 dây ESC nha, 3 dây UVW á, tua khoảng 2.500-3.000. Con này bán 200 nha các bạn, 200 nha. Ở đây hình như cũng đã mod về các nguồn lại chạy rồi đó. Để coi nha. Nếu mà mình đem xuống mình test á, cấp nguồn là chạy á thì là 250 nha các bạn. Tại vì lâu rồi mình mua á là 300 hoài lận á. Mua lên dự án cho khách á, cuối cùng mình để lại. Ở đây chạy 1236 nè, các bạn thấy không? 1236V nha. Tua cao 2.500-3.000 vậy đó nha. Ok. Để rảnh mình đem xuống mình test luôn nha. Nếu mà test chạy luôn thì 250, còn không chạy thì 200 nha. Ở dưới đây còn số giảm tốc mà 250k nha các bạn, giảm thêm 50k nha. Giá này là hết giá nha. Hàng của Sweden Thụy Điển nha. Cái này nè, cái này thì khi mình mua là 30k đó, 20W 30k. Khách nào cần thì mình bán lại nha. Cái này cốt 6 ly 30k một cái. Cái 20W này cũng 30k nha các bạn. 20W này ở trên Shopee đang bán khoảng 65k nha, 65k. Mình thu vốn thôi nha. Mình thu vốn. Ở đây cũng còn. Đã cạo cái cốt ra 30k. Cái này cấp nguồn 12V chạy luôn nha, 12A4 chạy luôn, không cần qua mạch nữa nha. Còn cái này thì mình bán lộn xộn cứ 20k nha. Lộn xộn. Còn đây anh khách hỏi cái taro. Cái này vẫn đang chạy bình thường nha. Tại mình mua được cái kia thì mình bán cái này. Bán 300k. Này của Hitachi. Kẹp 8 ly 285W, 100V, điện 100V Hitachi. Cái này khoan taro nha, còn rất là ok. Mình đang xài luôn. Cái này bán lại 300k nha, mua sao bán vậy. Còn cây này mình mua tới 5-600 lận nè. Cho nên tại vì nó có điều tốc á, cho nên mình giữ lại mình xài, mình bán cây kia cũng lâu lâu xài chứ không có thời gian, cũng không có xài thường nữa các bạn. Ok, phòng sắp tới mình sẽ làm lại phòng đọc sách, phòng chơi cuối tuần á, dọn dẹp sạch sẽ lại, sơn phết dọn lại, đặt thêm mấy cái một bộ ghế salon hay gì đó, hay là mấy cái ghế lười nhỏ nhỏ. Ở đây á, là sân thượng chỉ đọc được trong buổi sáng với buổi tối các bạn. Đặc biệt buổi tối á. Tối lên đi chơi thì yên tĩnh, mát mẻ, rộng rãi. Cái này ngày mai mình mới đem xuống test gói dao nha. Bận quá, bữa nay không thể rồi. Mai nha. Ok, sắp tới mình cũng mở bán luôn cái này. Cái này mình giữ lại nè. Cái này mình giữ lại, đang xài. Cái này cũng đang xài nhưng mà lại dư các bạn. Giờ không biết xài cái gì. Để cái năm nay đã lên hết rồi nha, điện 3 pha. Lâu lâu lên thì mình test lại cho nó chạy. Về chỉ việc cấp nguồn 220 và xài thôi. À, bật qua là chạy trái qua chạy phải. Chỉnh tốc độ. À, hàng chỉnh chu. Cái này Make in Japan, hàng còn rất là cứng luôn á. Ở bên Nhật hầu như họ ít xài. Đang
đang kẹp collect nha. Đang kẹp collect thì kẹp được là 8 nè, 10 12 nha. Kẹp được 3 phi. 8 10 12. Lấy cái khớp trung gian này nè, đút vào. Đó. 8 10 12. Nếu bỏ ra như vậy thì 12 nha. Còn đưa vào thì được 8 với 10. Cái này 10 nè. Còn một cái 8 nữa. Mình đang là mình đã mua một cái mâm cặp rồi của Nhật luôn. Lên cái này nè nhưng mà chưa có thời gian. Cái máy này để nè, chân bàn di động. Chân này chân cái bộ chân của Mỹ nha, USA luôn. À, có khóa 4 bánh luôn nha. Khóa 4 bánh luôn. Rất là ngon. Cái bộ này nếu mà trọn bộ luôn á, motor, thùng điều khiển hết luôn, biến tần về cấp nguồn là chạy thôi, thì giá tầm 9 triệu luôn, một số phụ kiện đồ đạc nhiều lắm. Cách nào chuyển khoản thì bớt 200, 8 triệu 8. Cái này ngồi hàng cũng hơn một ngày. Bộ bánh xe này mình mua 450k. À, nặng chịch, hàng xịn của Mỹ. Cái máy này không á, mua hoàn thiện luôn nha. Mua rồi về ráp Pro 400W nha. Superlight, hàng Toshiba cực ngon. Còn nguyên zin. Biến tần, bộ điều khiển tất tần tật luôn nha. Tự mình làm hết. Về hầu như cái máy này không làm gì các bạn. Chỉ làm thêm cái bát này nè. Để làm gì? Để nó hỗ trợ cho cái khi mà mình cán ren á. Con dao cán ren á, lăn nhám á. Tại vì nếu mà không làm cái bộ này hỗ trợ á thì cái phần chia độ nè nó bị nhảy nha. Nó nhảy nhẹ. Đó, cho nên mình phải làm cái bộ này nha, nó chịu lại. Chịu lực lại nha. Hai con này nó chịu lực lại. Đó, cái này cũng của Nhật hết. Rất ngon. Xài một thời gian thì mình thích xài cái gọi là sao ta, cái cần gạt này hơn là cái kia nha. Mình vẫn gia công, mình vẫn chạy được dung sai nha. Đó, chứ không phải không chạy được nha. Nè, xài bản này nè. Ok, 8 triệu 8. Con này mình để xài. Còn từ từ mình dọn hết, dọn về bên kia luôn. Đây dọn sạch đi hết, máy này bán rồi. Cái máy mài này đem về bên kia luôn. Mài mũi khoan. Dọn đi hết. Hai bên này mình sẽ làm hai cái vàng. Cái gì ta? Cái gì mà giống như sống đời, không phải sống đời. Chầu bà. Hai hàng chầu bà dài xuống. Rồi phun xương tự động. Chơi được cuối tuần. Cuối tuần lên đây chơi. Hoặc là buổi tối á. Tối lên đây là rất là mát, yên tĩnh. Gió. Ở đây ngày xưa là mình làm việc khu vực này các bạn. Nhưng mà giờ có kho bên kia rồi, nhưng mà dời qua. Ok, cảm ơn các bạn nha. Thì khách nào có nhu cầu về cái máy tiện này thì alo mình nha.